Kính thưa anh chị em, Thánh Đan Minh vì yêu thương con người chúng ta, vì yêu thương mọi người, cho nên Ngài đã luôn luôn chấp nhận tất cả mọi người. Ngài không loại trừ bất cứ một ai cả. Chính vì thế, mọi người đã yêu mến Ngài. Và chúng ta biết Ngài đã tự đặt cho Ngài một cái kim chỉ nam để sống, đó là vui với người vui, khóc với người khóc. Ngài đã làm như thế để chỉ ra rằng cuộc đời của mình phải hòa đồng với mọi con người, phải yêu mến mọi con người. Người ta có những niềm vui nhưng cũng có những nỗi buồn, Ngài phải cảm thông với tất cả những điều đó trong đời sống của từng con người một. Kính thưa anh chị em, đây là lần thứ hai Đức Giêsu Kitô loan báo về cuộc thương khó của Ngài. Lần thứ hai rõ rệt hơn lần thứ nhất. Và Chúa Giêsu đã nói rằng Chúa sẽ bị nộp vào tay người đời, và người đời sẽ bắt bớ Ngài, đánh đập Ngài và giết Ngài cho tới chết trên thập giá, nhưng ngày thứ ba thì Ngài sẽ sống lại. Rồi Ngài lại cho chúng ta thấy một điều quan trọng của dân Do Thái lúc đó, đó là đóng thuế cho người Tô Ma. Thì chúng ta thấy rằng Chúa cho chúng ta thấy Chúa được miễn trừ vì Chúa là chủ. Chủ, Ngài là chủ dựng, chủ hoàn toàn dựng nên trời đất, muôn vật, cho nên Ngài đã được miễn trừ cái thuế đó. Và Ngài cũng ngầm cho chúng ta hiểu rõ rằng các môn đệ vì là anh em của Ngài cho nên các môn đệ cũng được miễn trừ. Nhưng mà để khỏi làm sa ngã và để làm khỏi làm khó chịu những con người thu thuế, cho nên Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho Phêrô hãy câu con cá ngoài biển, và con cá nào bắt được trước thì mở miệng con cá đó và thấy một đồng của 4 quan thì hãy nộp thuế cho họ, để nộp phần cho Chúa Giêsu, một phần cho ông Phêrô. Cho nên Phêrô đã làm đúng y như lời Chúa. Chúng ta thấy rõ cái điều đó để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu khi sống ở dưới trần gian này, Chúa Giêsu đã không làm cái gì sai trái, làm một cái gì nó khác biệt với những người khác để họ có thể làm khó khăn Ngài. Mặc dầu cái thuế đó Ngài được miễn trừ bởi vì Ngài là chủ như tôi nói, nhưng mà Ngài đã tiếp tục đóng cái thuế đó để là khỏi làm khó chịu cho những người thu thuế. Vì thưa cộng đoàn, Thánh Đan Minh đã sinh ở Tây Ban Nha vào năm 1170, và cả cuộc đời của Ngài là cuộc đời vì Chúa, rao giảng vì Chúa, đem nhiều người về với Chúa. Và cả cuộc đời của Ngài là cuộc đời khiêm nhường, chiêm niệm. Ngài sống đời sống suy niệm, Ngài sống đời sống cầu nguyện và chiêm niệm trong đời sống của Ngài. Ngài đã lập tại dòng giảng thuyết để vì phần lỗi của mọi người. Ngài đã lập cái dòng giảng thuyết rất là nổi tiếng. Chúng ta thấy có cả dòng nữ nữa, dòng nữ Đan Minh. Mà chúng ta thấy rằng lúc nào cũng vậy, cũng đeo một cái chuỗi tràng hạt, cũng như dòng chú thế khi mà cáo dòng của dòng mình thì cũng đeo một chuỗi tràng hạt. Điều đó chứng tỏ rằng Thánh Đan Minh đã dạy các sĩ tử, các con cái của Ngài hãy yêu mến Đức Mẹ. Và để rồi chính con cái của Ngài yêu mến Đức Mẹ thì những người khác cũng phải yêu mến Đức Mẹ nữa. Đó là điều Ngài đã làm. Và Ngài đã tạ thế, cho nên Đức Thánh Cha Gregorio thứ 9 đã suy tôn Ngài lên bậc hiền thánh. Thì chúng ta ngày hôm nay khi mừng lễ Thánh Đan Minh, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho từng người chúng ta, cầu nguyện cho từng gia đình chúng ta, hãy luôn luôn yêu mến con người. Và đặc biệt chúng ta yêu mến Chúa,
yêu mến hội thánh của Chúa, yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, chúng ta phải yêu mến Chúa rồi. Chúng ta yêu mến hội thánh vì chúng ta đang sống trong hội thánh của Chúa. Rồi chúng ta yêu mến Đức Mẹ bởi vì Đức Mẹ đã đấng truyền cầu cho chúng ta. Đức Mẹ đã đấng hiểu rõ chúng ta. Đức Mẹ yêu mến chúng ta. Đức Mẹ nâng đỡ cuộc đời của chúng ta. Nên mỗi người chúng ta hãy luôn luôn chạy tới với Đức Mẹ để Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho cuộc đời của chúng ta, hầu chúng ta có thể bắt chước một phần nào, một chút xíu nào cuộc đời của Thánh Đa Minh ngày hôm nay. Amen.